Xin giới thiệu nhà hàng hải sản Hương Vị Hồng Kông mới vừa khai trương với những món điểm sắm, các món ăn trưa và ăn tối trong một thực đơn trên 100 món do chính đầu bếp nổi tiếng Hồng Kông đảm trách. Giá cả hải sản tương đương giá mua ở chợ. Quý vị có thể tự đem đồ hải sản sống đến nhà hàng nhờ nấu chỉ với 5 đồng cho một pound mỗi món để dùng bữa ngay tại chỗ. Nhà hàng còn nhận đặt party tray với gà quay, vịt quay, heo quay. Nhà hàng hải sản Hương Vị Hồng Kông tại 1070 Story Road, Suite 10, thành phố San Jose. Điện thoại 408-564-0832.